Khánh và cuộc sống sinh viên khi du học tại Singapore. Đang du học tại Singapore, nhưng Ngân Khánh vẫn không quên chia sẻ những hình ảnh về cuộc sống sinh viên của mình với khán giả trên trang cá nhân. Sau khi kết hôn vào tháng 2, 2015, Ngân Khánh gây bất ngờ cho khán giả khi quyết định xa rời showbiz và sang Singapore du học. Dù thời điểm đó, nữ diễn viên đang là một cái tên đình đám trong làng phim Việt, với hàng loạt vai diễn trong Gọi Giấc Mơ Về, Tường Vi Cánh Mỏng, Nhà Có Năm Nàng Tiên, Mai Dai, Cô Dâu Đại Chiến. Tháng 6, 2015, Ngân Khánh rời Việt Nam lên đường sang Singapore và chuyên tâm học hành. Được biết, cô theo học chuyên ngành sản xuất phim điện ảnh và sau khi trở về, hứa hẹn sẽ mang đến làn gió mới cho điện ảnh Việt Nam trong vai trò một nhà sản xuất. Đến nay đã hơn 2 năm, những hình ảnh đời thường về cuộc sống sinh viên vẫn được nữ diễn viên cập nhật thường xuyên trên trang cá nhân của mình. Nhiều khán giả không khỏi thích thú trước những khoảnh khắc của cô sinh viên Ngân Khánh đáng yêu bên cạnh bạn bè khi học tập tại đảo quốc sư tử. Rời xa showbiz, cuộc sống sinh viên của Ngân Khánh tại Singapore rất bình yên. Cô cũng bị stress và căng thẳng với bài tập cùng lịch học dày đặc như nhiều sinh viên khác. Ngoài giờ học, Ngân Khánh cùng bạn bè trong lớp đưa nhau đi chơi, ăn uống và tham gia các hoạt động ngoại khóa. Ngân Khánh miệt mài học tập và trao đổi bài vở cùng giáo viên, nữ diễn viên bên cạnh bạn học và cô giáo, thoải mái đùa giỡn cùng bạn bè. Ngoài giờ học, cô cùng bạn bè đi chơi và ăn uống, nữ diễn viên cũng rất siêng đăng tải hình ảnh cùng bạn bè. Khi rảnh rỗi, Ngân Khánh tập luyện thể thao để thư giãn. Mặc dù đã kết hôn, nhưng Ngân Khánh may mắn được chồng Thiếu Quân ủng hộ việc cô đi du học. Thời gian gần đây, cô nàng khiến các fan phấn khích khi có vẻ như đang rất muốn có em bé sau 2 năm kết hôn. Trên trang cá nhân, Ngân Khánh thường xuyên chia sẻ những hình ảnh, clip chơi đùa cùng cháu của mình. Ngân Khánh và chồng Thiếu Quân trong lễ cưới cách đây 2 năm, anh thường xuyên sang Singapore thăm vợ và đưa cô đi chơi. Hình ảnh đáng yêu của Ngân Khánh bên cạnh các cháu, cô nàng còn thích em bé đến nỗi muốn bắt cóc con nhà người ta ngay tại sân bay. Ở thời điểm hiện tại, Ngân Khánh đang trong kỳ nghỉ hè và các fan của nữ diễn viên rất mong ngóng cô quay trở lại điện ảnh sau một thời gian dài mất tích. Dự kiến năm 2017, cô sẽ trở về Việt Nam sau khi kết thúc khóa học. Ngọc Trinh và Giàng Sao Việt quẩy tân đường phố Đức trước show diễn 12 tỷ đồng. Sau khi đặt chân đến nước Đức, các người đẹp tham gia đêm hội chân dài 11 đã đến thăm các địa danh nổi tiếng tại Berlin bằng siêu xe. Khi đặt chân đến thủ đô nước Đức, Ngọc Trinh cùng Giàng Sao Việt đã có những khoảnh khắc vui đùa hết mức khi tham quan những địa danh nổi tiếng tại Berlin. Sau đó, tất cả các nghệ sĩ tham gia đêm hội chân dài 11 đã cùng nhau tập luyện chuẩn bị cho chương trình diễn ra vào tối 10 tháng 6. Đêm hội chân dài 11 tại Berlin của Đức là show diễn được khán giả châu Âu rất mong đợi vì quy tụ những ca sĩ hàng đầu sở hữu lượng fan lớn nhất nhì showbiz. Nữ hoàng nội y rạng rỡ bên cạnh dàn chân dài, ông bầu Khắc Tiệp luôn sát cánh để hộ tống các người đẹp. Kim Chi The Face Việt Nam mùa đầu tiên cũng tham gia đêm hội chân dài 11. Thái Hà, Ngọc Trinh và Quỳnh Thư, Diệu Hiền. MC Phan Anh hào hứng khi tới thăm cổng thành Berlin. Lâu rồi xuất hiện nhưng Thái Hà vô cùng tươi tắn và rạng rỡ. Diễn viên Quỳnh Thư, Quỳnh Hương, em út Venus có nhiều điểm giống Ngọc Trinh. Ông bầu Vũ Khắc Tiệp cho biết chương trình được đầu tư lên đến 12 tỷ đồng. Giống Trường Giang, quán Thu Trang mới mở cũng bị chê lên chê xuống. Bên cạnh những lời khen ngợi, cũng có người đánh giá thấp về chất lượng món ăn và thái độ phục vụ ở quán Thu Trang. Mới đây, vợ chồng Tiến Luật Thu Trang mở cửa hàng ăn. Cũng như quán Trường Giang, rất nhiều người hâm mộ đã đến ủng hộ Hoa hậu hài. Bên cạnh những lời khen, cũng có không ít thực khách để lại đánh giá thấp về chất lượng món ăn và thái độ phục vụ của nhân viên, điều mà quán cơm quê của danh hài Trường Giang từng vấp phải. Mặc dù em rất thích chị Thu Trang, nhưng em sẽ không bao giờ quay lại quán của chị nữa. Em nghĩ chỉ nên dừng lại ở việc xem chị diễn hài và đóng phim. Lúc 7 giờ ngày 5 tháng 6, chạy xe đến nơi không có ai giữ xe, đứng một hồi, may có bạn nhân viên ra đưa hàng check away cho khách thì mới được nhận xe. Mặc dù lúc đó chỉ có vài xe, nhân viên order lộn món, thiếu món. Tất cả các món ăn trong dĩa đều nguội, bao gồm bò, trứng kêu thêm, khoai tây chiên, bánh mì tươi, nguội, bò khét và dai. Mình đi cùng bạn gọi phần king combo 366.000 đồng, cũng không mong mỏi gì lắm. Nhưng thịt ra thì hết sức mong đợi luôn, mở toàn tập. Miếng thịt chia 3 phần thì một phần thịt, một phần mỡ, một phần còn lại, dai tê tái, khổ sở để ăn. Dẫu sao nhân viên cực kỳ tốt.
Nhân viên đáng yêu nên rate cho 5 sao nhân viên và 2 sao cho thức ăn thôi ạ. Không phải chỉ có mình bàn mình bị mỡ mà các bàn lân cận kêu combo cũng vậy. Đồ ăn mình không dám đánh giá vì mỗi người một kiểu khẩu vị, nhưng cái đĩa mình ăn bị gỉ xét mà vẫn bỏ món ăn vào và đem lên phục vụ khách thì mình không hiểu quán làm ăn như thế nào. Phục vụ thì chậm, lộn thứ tự khách đến trước đến sau, không gian chật, không có máy lạnh, không thoáng khí, ngột ngạt, ăn xong ra toàn mùi khói. Đồ ăn đợi gần 40 phút, lên món dĩa bò nguội tanh, nước sốt nguội đến mức tưởng như đồ thiêu, chả hiểu trong 30 phút đó đầu bếp làm gì. Thái độ phục vụ của quán ăn Thu Trang cũng bị không ít người phàn nàn, trước đó quán cơm của Trường Giang cũng bị chơi tơi bời. Trang Trần bất ngờ thừa nhận, tôi uống bia như nước, nói tục, chửi bậy hay đánh nhau. Clip livestream gần đây, Trang Trần cho biết, cô thấy mệt mỏi vì bị dư luận chỉ trích dữ dội. Cô còn tự thừa nhận những điểm xấu của mình và khuyên mọi người nên tránh xa. Thời gian qua, vụ người mẫu Trang Trần dùng lời tục tiểu mắng chửi, thậm chí đe dọa tới nhà xé xác nghệ sĩ Xuân Hương khiến dư luận bức xúc. Điều đáng nói là nữ nghệ sĩ lớn hơn Trang Trần, cả về tuổi đời lẫn tuổi nghề, và bị sỉ nhục, lăng mạ gây tổn hại đến danh dự uy tín, nghệ sĩ Xuân Hương quyết định làm đơn tố cáo Trang Trần lên công an thành phố Hồ Chí Minh. Đồng thời, bà còn yêu cầu tìm ra danh tính người đã giả mạo mình để vào bình luận trên Facebook của Trang Trần nhằm gây mâu thuẫn để hạ thấp danh dự bà. Những tưởng Trang Trần lo lắng, nào ngờ cô còn mạnh miệng tuyên bố tất cả chỉ là chuyện nhỏ và sẵn sàng hầu tòa cùng nghệ sĩ Xuân Hương. Ngoài việc mời luật sư, nữ người mẫu còn được mẹ chồng dạy cách đối đáp với nghệ sĩ Xuân Hương tại tòa. Mẹ đọc báo rồi, khi nào con ra tòa chỉ hỏi đúng một câu. Cháu nói cô nghe này, mẹ chồng cháu bảo nếu cô không chửi cháu thì cháu không bao giờ chửi cô, cô chia sẻ. Tuy nhiên mới đây trên trang cá nhân, Trang Trần thừa nhận cô cảm thấy quá mệt mỏi, không vui vẻ gì sau nhiều ngày bị dư luận chỉ trích dữ dội. Bên cạnh đó, chân dài còn thẳng thắn chỉ ra các điểm xấu của bản thân. Trang Trần thừa nhận, tôi uống bia như uống nước, nói tục, chửi bậy hay đánh nhau. Trang Trần cho biết, ngày nào cô cũng đi nhậu 3-4 lần và mỗi lần uống khoảng vài chục chai bia là chuyện rất bình thường. Nhậu nhiều như mình là xấu lắm nhé, mọi người đừng nhậu như mình kỳ lắm. Phụ nữ gì mà cứ thích nhậu vậy đó, ngày nào cũng nhậu, cô kể. Khi có người hỏi lý do vì sao thích nhậu nhiều như vậy, Trang Trần giải thích, làm gì có công việc nào uống bia rượu, chỉ vì đam mê tửu lượng thôi, đam mê nhậu nó mới bị như vậy, ngày nào mình cũng nhậu, xấu tính nhở, mỗi người đừng nhậu như mình, mỗi trận 10 đến 15 chai bia thì vỡ nợ, bia uống thay nước. Rút kinh nghiệm từ bản thân, Trang Trần khuyên chị em phụ nữ nên giữ gìn nhan sắc bằng cách không thức khuya, không uống rượu bia. Mọi người đừng thức khuya hay uống rượu bia như mình như một thằng con trai ấy. Cuối đoạn livestream, một lần nữa Trang Trần khẳng định, con người mình cũng có điểm tốt và điểm xấu. Ai chơi với mình sẽ thấy được điểm tốt là chăm chỉ lao động, chịu khó kiếm tiền, thương người. Còn điểm xấu của mình là uống bia như nước, nói tục, chửi bậy hay đánh nhau. Những cô gái đến trước Nhã Phương trong cuộc đời của Trường Giang. Trước khi trở thành bạn trai của nữ diễn viên xinh đẹp Nhã Phương, Trường Giang cũng đã trải qua hơn 2 mối tình với những cô gái khác. Cách đây 1 năm, cộng đồng mạng tìm được danh tính của cô gái được cho là vợ của Trường Giang, thậm chí đã có con trai 3 tuổi với nam danh hài. Được biết cô gái này tên thật là Thiên Hương và đã cùng 10 khó trải qua mối tình 5 năm. Đây là cô gái có vẻ ngoài nhỏ nhắn và dễ thương. Tuy nhiên, em gái của Thiên Hương đính chính, Trường Giang và chị gái cô yêu nhau từ khi anh chưa nổi tiếng, không hề có chuyện đám cưới hay con riêng. Thiên Hương cũng không học luật như lời đồn. Trong khoảng thời gian còn chưa được nhiều người biết đến, Trường Giang còn hẹn hò với một cô gái có ngoại hình xinh xắn không kém. Trường Giang và cô gái lạ được cho là khá đẹp đôi và tình cảm. Cả hai người bạn gái cũ của Trường Giang đều xinh xắn và có phong cách ngọt ngào dễ mến. Nhưng phải đến Nhã Phương hay người tình Quế Vân, người hâm mộ mới thực sự dành mối quan tâm đặc biệt. Chứng kiến hình ảnh tình cảm của Nhã Phương và Trường Giang khiến nữ ca sĩ Quế Vân không khỏi đau buồn. Cô thừa nhận tình cảm của mình dành cho nam danh hài, đồng thời công khai hàng loạt tin nhắn giữa hai người. Người tình Quế Vân sở hữu vẻ đẹp nóng bỏng. Quế Vân đưa ra bằng chứng tố cáo Trường Giang bắt cá hai tay. Hiện tại Nhã Phương mới là người yêu chính thức của Trường Giang. Nữ diễn viên tuổi thanh xuân, sở hữu vẻ đẹp ngọt ngào duyên dáng cùng nụ cười rạng rỡ. Trải qua những lùm xùm tình ái, cuối cùng Trường Giang đã chọn gửi gắm tình yêu duy nhất của mình cho Nhã Phương. Cặp đôi đang rất hạnh phúc bên nhau. Có thể nói Trường Giang là nam danh hài đào hoa không kém cạnh ai trong showbiz Việt.
Trường Giang cho biết anh không có quyền lực gì cả. Chỉ là một nghệ sĩ, anh chỉ muốn sống và làm nghề theo cách đơn giản nhất, mang đến tiếng cười thật gần gũi, đặc biệt. Muốn diễn vai mà bất cứ khán giả nào khi xem, ít nhiều thấy được bóng dáng mình trong đó. Một trong những lý do khiến anh muốn giận được nhiều để làm là bởi anh không thể ở nhà một ngày mà không làm gì, chứ không phải chỉ vì mục đích kiếm tiền. Bộc bạch về bản thân, chàng hề xứ Quảng thừa nhận mình là một người không bao giờ sống trái với cảm xúc ngoài đời, trừ những lúc đứng trên sân khấu và trước máy quay để cống hiến cho nghệ thuật. Công khai nói về cách đối xử của mình trong tình yêu, Trường Giang khẳng định bản thân thuộc tiếp người yêu nồng cháy và ghét yêu xong để đó mà không hề có động thái gì để vun đắp. Những chia sẻ của Trường Giang ngay lập tức đã vấp phải rất nhiều phản ứng trái chiều từ dư luận, nhất là về quan điểm trong tình yêu của anh. Họ cho rằng sau scandal tình cảm giữa Trường Giang và Quế Vân trong suốt thời gian vừa qua, thì những gì anh tâm sự trong talk show này về cách yêu của mình không còn hấp dẫn và chân thật nữa. Trước đó, nam danh hài khiến không ít người cảm thấy thất vọng bởi những tin đồn không hay về đời tư, tình cảm của anh, từ lăng nhăng bắt cá hai tay đến làm kẻ bội bạc trong tình yêu bị phát tán và lan truyền trong cộng đồng mạng. Trường Giang liên tục bị nữ ca sĩ Quế Vân lên tiếng tố cáo lừa tình bằng hình ảnh và tin nhắn. Gần đây nhất, đoạn clip ghi âm dài 17 phút đầy ngọt ngào giữa cả hai được cô bất ngờ tung ra với lý do già néo đứt dây đã thấy được scandal tình cảm này lên đến đỉnh điểm. Phần đông ý kiến cho rằng, với bằng chứng chân thật khó lòng chối cãi này, Trường Giang dù giữ im lặng cũng không thể lấp liếm đi những sai lầm của mình thêm được nữa. Họ động viên Quế Vân và trách mắng sự bội bạc, tính lăng nhăng của nam danh hài. Bên cạnh đó, các fan của Nhã Phương cũng bày tỏ sự phẫn nộ khi đặt trọn niềm tin vào mối tình tưởng như rất đẹp từ phim ra đời thật này. Không chỉ cắm sừng Nhã Phương, chàng hề xứ Quảng còn bỏ mặc Quế Vân một mình chịu đựng áp lực dư luận giữa tâm bão scandal. Cũng bởi thế phát ngôn một cách tự tin, khẳng định bản thân yêu nồng cháy hay ghét kiểu yêu xong để đó của Trường Giang đã khiến nhiều người phải bật cười. Điều đó chẳng khác gì nam danh hài đang tự tát tay vào mặt mình, bởi lời nói và việc làm trước sau của anh hoàn toàn trái ngược nhau. Đối với công chúng lúc này, Trường Giang đích thị là một chàng hề trên sân khấu lẫn đời thật, khi mà những lời nói và hành động của anh lúc này không còn khiến người ta nghe cảm thấy tin tưởng hay ủng hộ được nữa.